Chào mừng bà con nhân dân đến với kênh chăm sóc sức khỏe cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn. Vâng, chỉ với 4 loại thảo dược, cây mực, cây nổ, cây muối và cây quýt gai, cực kỳ dễ kiếm, dễ tìm là bà con đã có thể chữa được căn bệnh suy thận này rồi. Thời gian vừa qua chúng tôi Thảo Dược Xanh số 1 Jindu Nam Dược Trần Gia đã gửi bài thuốc trị suy thận nổi tiếng đi và cứu chữa được cho rất nhiều bà con. Sau đây là cuộc hội thoại của bác tỷ ở thành phố Vũng Tàu sau khi sử dụng một liệu trình trị suy thận mà đơn vị Thảo Dược Xanh số 1 Jindu chúng tôi cung cấp thảo dược, với mong muốn chia sẻ nhiều thông tin hơn nữa tới bà con nghèo khó bị bệnh hiểm nghèo. Mọi người hãy chia sẻ video này tới những ai bị suy thận để chúng tôi giúp nhé. Vâng, sau đây chúng tôi xin mời bà con cô bác nghe đoạn hội thoại của bác tỷ. Alo. Vâng, bác tỷ ạ. Vâng, vâng. Tôi điện tôi nói là chừng được khoảng mấy hôm nữa thì gửi tôi một ít thuốc nữa thì chừng được khoảng 2-3 tháng. Thì chừng 2-3 ngày nữa tôi chừng 2-3 ngày nữa tôi hết thuốc rồi. Cái thuốc suy thận mà. À, có vẻ thuốc suy thận bác đang dùng ở bên Thảo Dược Xanh số 1 Jindu bên cháu không bác? Cái gì cơ? Có phải là bài thuốc suy thận mà bác đang dùng ở bên Thảo Dược Xanh số 1 Jindu bên cháu không bác? Vâng. À thì bác dùng hết một liệu trình rồi ạ? Còn được khoảng 3 ngày nữa hết. Thì bác dùng thì thấy kết quả thế nào hả bác? Thì cũng thấy nó không khỏe. À thế ạ? Thế bác đi kiểm tra lại chưa ạ? Chưa. Dạ vâng, nhưng mà bác thấy cơ thể mình nó khác rồi đúng không? Nó khỏe hơn đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng. Thế nó khỏe hơn. Dạ vâng. Thì bác dùng... Nếu mà... Nói đi ạ? Dạ, bác nói đi ạ. Uống một liều nữa có được không? Dạ được bác nhá. Một liều trình. Dạ được bác ạ. Dạ vâng. Thì mình uống khoảng mấy ngày nữa thì hết liệu trình đấy hả bác? Chừng hết được khoảng 3-4 ngày nữa. À, nếu thế thì để mai cháu gửi đi cho bác luôn nhé. Bởi vì thường là cũng phải 2-4 ngày hàng mới tới bác ạ. Vâng. Thì một liệu trình là khoảng bao nhiêu tiền đó? À, một liệu trình lần trước bác lấy thì lấy một lần bên cháu rồi thì lần này bác lấy sẽ được giảm thêm 10% bác nhé. Vâng. Thì lúc nhận hàng bác chỉ thanh toán là 599.000 thôi bác nhé. Vâng. Dạ vâng, và không mất thêm phí vận chuyển bác ạ. Vâng, vâng. Dạ vâng, vâng, thế để mai cháu gửi đi cho bác nhá. Vâng. Dạ vâng. Rồi, thế chị gửi đi thôi nhá. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác, cháu chúc bác nhanh khỏe nhá. Vâng, vâng, vâng. Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.